Ủa mà sao xe đạp để ngoài đường không sợ ăn cắp ta? Không cột luôn nè. Không, đây Ê, trong tao hẻm mở mà, chí hẻm không? hẻm này hẻm hẻm này chắc hẻm an ninh. Không, tao thấy nhiều cái khu phố văn hóa là chắc không mất đâu. Thần Ê, trùng rồi, ai vậy trời? thần Quan trùng tài của chị tao rồi, vậy? Chết rồi. Ê, có vô gì đây không mà được sao hả? dính dáng như cái thần Sao trùng ghê dưới đây vậy? đúng. Gà ghê. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình Vami sẽ chơi Roblox Paranoia. Noia hả? Bạn hoa đập 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 đúng là Paranoia. Alo, Paranoia. À đâu phải. Đây. Đọc sao coi. Hello bạn, hả? Bạn bớt đọc tiêu đề. À, dạ, ok. Bạn đọc bạn nhây quá. Thì đây là game kinh dị của một bạn ở Việt Nam làm nha mọi người. Chính cũng nhiều bạn Việt nhớ chuyện cho cô với Vami rồi đó. Ê, thì okay, bây giờ cô với Vami mới bắt đầu chim mày ngưỡng. Mày giới thiệu, tao thấy có con gì đang đứng kìa, các bà nào đang đứng trước bà chờ mày kìa. Đợi xíu Vami, để có chuyển coi chuyển xuống mức 4 có thấy cho nó rõ chứ, bây giờ cái đèn nó hơi si đa một chút. Chị Bảy ơi. Chị Bảy chị bắt nào? Sao tóc dài vậy chị Bảy ơi? Sao chị nào vậy? Chị nào đang đứng ở đó vậy? Đó, chị nào để tóc dài mặc đậm. Ơi. Ui, ủa, bà sao mất mất tiêu. Ê mày, bà núp. Ê ghê quá. Ui, Vami ơi, cái cửa này chi Sài Gòn Vivo nè. Đừng Vivo bỏ rồi. Một mình. Tú Sương, phường 7, sao quận 3. Quá, Ê Vami, ở đây là quận 3, Vami ơi, ở đây là quận 3 nha. Ủa vậy hả? Ừ, quận 3 vậy nó là đang phố Sài ghê Gòn kìa. Đúng không? Đó, phường à, 7, đi, quận Tú 3 Sương, kìa. Tú Sương, phường 7, quận 3. Ừ. Ê, ga nghe tao hát nè, ga nghe tao hát nè. Sao? Đừng bỏ táo một mình. Sao tao thui quá, sao thui quá, sao thui quá vậy mà ta? Đứng kế bên cái thùng rác mà hỏi sao không thui, còn điên. Có chuyện nó đứng kế bên cái thùng rác hỏi sao nó không thui, thiệt tình đấy chứ. Chị nó thú quá, lụ đạt. Ôi, tôi nhìn Sài tôi Gòn, nhìn cái cảnh này quận tôi thấy 3, nó thân quen quá mọi người, nhưng mà cô không biết là cô đang ở thập niên bao nhiêu nữa. Thập niên để coi có nằm không. Ê đây có nhà thuốc tây nữa nè. Ờ nhìn nó cũ vừa cũ mà vừa mới nữa chứ, nên là con cũng không biết đây là cũ, đây là nhà, thời kỳ tây. Nào nữa. Gì? Vòng uống hết bệnh, người nhẹ tên. Ờ câu slogan chắc nha. Uống hết bệnh, người nhẹ tên luôn. Ê 1993 bởi Quốc An Trường. Quốc An Trường là đứa nào vậy? Cái chắc như người làm ở tiệm thuốc đó. Ê anh em, cái ghế màu đỏ nè, cái ghế mà lần đầu tiên tôi làm YouTuber, tôi ca ngồi bằng cái ghế này nè, ghế nhựa màu đỏ nè. Nhớ à, nhớ. Ủa khu phố văn hóa nè, Vami, khu phố văn hóa nè. Ơi, cái bản này quen thuộc không các bạn thấy hẻm này quen thuộc không? Ủa gì cây giá cây quận 3 mà sao ra có Điện Biên Phủ? À đúng rồi, quận rồi, 3 có Điện Biên Phủ. Phủ quận 3 mà. Quên. Vậy cái hẻm mà này tính ra tao quen lắm nè, tính ra hình như có vô hẻm này rồi. Tuổi thơ hồi xạo mày ơi. Ê bữa nào là tao mày đi kiếm thử chỗ này không? 338 Điện Biên Phủ, khu phố văn hóa, khu phố 1 nha. Không, cái này quen lắm, giống như cái chỗ này coi vô con mua thịt bò bít tết ấy. Mày đi. Các bạn nào mà muốn mình với Kia đi làm một cái vlog đi tìm thử những cái địa điểm này, ở trong cái game này tiệm thì cộng hóa nữa nha. Ủa tiệm tạp hóa Củi Thơ nè, tiệm tạp hóa Củi Thơ nè. Để đi tìm những cái địa điểm ở đây. Vậy tiệm tạp hóa Củi Thơ nè, không có gì để bán, chỉ bán vé về Củi Thơ. Úi giời, cho em một vé với anh ơi, mở cửa. Sao đóng cửa cứ ngắt vậy bay? Cũng như không, chất quốc thiệt chứ. Ờ, chất quốc. Ủa, Vami, alo là có tiền cơ Vami, có thiếu tiền không? Thôi các bạn nào đi chắc thấy các bạn nó nhiều. Trời ơi. Cái gì vậy? Má ơi, chó sủa gì mà kinh vậy trời. Trời đất ơi, nó đập gì bể đầu chết nhỏ rồi. Nó đập ghê vậy. Trời ơi. Ồ, nó đập đùng đùng luôn á. Trời, hồi nãy tôi nghe tiếng la la khọt khạt, tôi tưởng đồng kia nó ho không luôn á. Không cần mới ho, sao coi ho xong cái nó sủa liền luôn á ba. Hèn chỉ tôi nghe quen quen. Alo là có tiền nha bạn ơi. Ai thiếu tiền liên hệ nha. Gì mà ai chơi mà che mất cái bà ở xuống cuối thì tình đó chứ. Ủa vô cái hẻm luôn nè. Trời đậm chất chứ, chuột. Có tiếng chít nữa kìa. Chuột. Xe đạp Vami ơi. Hai chiếc mặt tin. Ủa mà sao xe đạp để ngoài đường không sợ ăn cắp ta? Không cột luôn nè. Ông này trong hẻm mà, hẻm này chắc hẻm an ninh. Không, tao thấy nhiều cái khu phố văn hóa là chắc không mất đâu. Thần trùng rồi. Ai vậy trời? Thần trùng rồi. Sao vậy? Chết rồi. Ơi vô đây mà sao dính dáng như cái thần trùng dưới đây đúng. Ra ghế đỏ kìa. Gõ cửa đi, gõ cửa vô thắp nhang. Thôi đi vô đây rồi, đi má. Ba đứa mình là đi thắp nhang á anh em. Rồi, đó. Ờ, tao đang đâu vậy? Chuyển cảnh. Ủa nhìn chơi game này chân thật ha mọi người. Giống cảm giác giống như là đang ở Việt Nam thực sự. Nói chung là mấy cái game mà thuộc về cái thể loại như thế này, thuộc về phong cảnh Việt Nam thì nó rất là đáng sợ. Đúng rồi, cực kỳ đáng sợ. Dạng nó cứ ô. Ủa, tôi đây là chung cư đây? Hay là nhà nghỉ? À, đây là chắc là nhà nghỉ chứ, motel mà, motel là nhà nghỉ mà. Ơ kìa kìa. Ở trên lầu hình như có bà đang đứng thì thấy cao cao kìa. Có. Hình như cái bà hồi nãy thấy ở ngay chỗ cái thùng rác á.
Tao nghĩ là chắc là cái bà hồi nãy á. Ôi trời ơi. Cái gì mà mày 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 mới đánh mày rắm hả? Mày đang dòm bà đó mà. Mày mới đánh rắm xong đúng không? Không, tao đang nhìn bà đó hả? Tao đi sau lưng mày tự nhiên mày đùng một phát con bật ngửa ra sau. Mày điên rồi, tao đang nhìn bà đó mà. Mày vô của nhà này nha, mày vô như đúng rồi vậy. Ê có cái rau ba nè, mày với tao đang lấy cái rau ba đi vô khác. Ok tao lấy rồi. Rồi Lâm ơi. Rồi, đi. Có toilet kìa, có ai mắc đái đi chứ không lát bị hù mất công. Ui bình nước nè Bobby. Aquafina đồ. Ôi sao ổ cái bộ keo này là năm thập niên năm bao nhiêu mà sao nhìn nó cũ xì vậy? Không có nha, bây giờ vẫn còn những cái phòng trọ cũ vậy nha, cũ. Ở phòng trọ cũ chứ nhưng mà làm gì có cái tivi như vậy. Đây là cái nơi mà tôi đang tìm kiếm nè. Nhà tao còn cái tivi. Tôi cần tìm cái phòng số 402. Phòng. Ừ nó kìa nó ghi phía trên kìa. Đồng hồ điện nè Bobby. Ôi ở đây có đồng hồ điện luôn nè. Wow, ngon vậy. Đâu? Nè đồng hồ điện. Cái đồng hồ điện hồi xưa này giờ vẫn còn xài. Đúng chất nhà trọ hồi xưa luôn á. Nhà. Ơ ra 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 cái nhà trọ cái phòng này nó bị cậy cửa nè ra. Mà khoan. 402 là phòng mấy giờ? 402 nằm đâu? Ở đây là 389 388. 402 lên lầu rồi. 402 trên lầu. Ê nhưng mà cái nhà này bị cậy cửa đó mày. Tao thấy rồi, tao thấy nãy. Mày đi mày không có quan tâm tới nhà người ta gì hết trơn mày. Này có phải nhà mình đâu vô duyên, nhà kia mình còn. Này thì vô duyên. Này thì không quan tâm tới nhà. Ơi, thiệt tình luôn á. Chứ chạy ra qua làm có hết hồn rồi. 402, 402, 394, 399. Cái này 39 mấy. 400. À 402 bên đây nè. Má ơi, muốn gớt tìm ra ngoài luôn á mẹ. Ai biểu mày không quan tâm tới hàng xóm của bà anh chị bả giận á. Vô duyên à. Ơi, cái nhà 402 nó bị phong tỏa mày ơi. Có thắp nhang ở này ghê quá à. Úi giời gì gớm vậy? Đó, có ba cây nhang nè. Đừng mà khoan. Bỏ em một bạn mình. Bạn khoan, cho con có đôi lời góp ý về cái game này một chút. Bạn nào làm ra cái game này làm ơn Việt hóa hoặc là chỉnh hai ngôn ngữ giúp mình nhé. Game này cho người Việt chơi thì cứ để tiếng Việt đi cho nó rùng rợn. Quất cái ngành chi bắt công của đi dịch thấy bà. Thiệt trời ơi, mấy từ easy thôi mà. Thì biết là easy rồi nhưng mà nói. Thôi, ui, lỡ Việt thì Việt luôn đi. Ôi giờ tao mới để ý nha, cái sàn này hồi đó nhà tao có nè. Cái sàn này nhìn quen lắm luôn á. Ừ cái sàn này hồi đó là nhà có luôn á. Ui, vậy? Gì mà? Sập nhà hả? Gì mà sao nhiên đang đứng ở ngoài đá đít tao đi vô vậy? Thiệt tình đó chứ. Ờ ai đó đóng cửa lũ đạn. Tao mày đứng sát cái cửa đóng cửa nó vỗ tao mày lên á. Đó. Có cái bà đó ngoài kia. Hình bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Có bị hù không vậy? Rủ nghe ngất nhanh ra. Cái gì? Con. Ờ sao cái gì? Ơi ở chót đi. Gì vậy? Ơi. Có thấy cái gì, có thấy cái gì đâu mà sao tự nhiên la lên như đúng rồi vậy? Hả? Mở tủ ra. Đây là mở tủ tao ngó coi. Đó bãi đi đi mọi người, đó bãi đi đi mọi người, bãi đi đi. Đâu đâu? Ui. Chị em qua em thắp nhang. Ôi mất tiêu rồi. Ôi bà ơi, đi chưa đây bà chưa? Ê rút cuộc ê cửa mở chạy. Cửa mở rồi. Bây giờ làm gì? Mày ơi ghê quá à. Tao có cây Kraba rồi làm gì đâu, Kraba là mình xài rồi mà. Chạy, nó kêu chạy, mày chạy đi, mày đừng có hỏi nhiều nữa. Hammer 395 đi qua tao. Nơi này thôi. Tao có cây Hammer 395 là đi qua rồi, 395 đi qua bây giờ cho chúng tao mày kìa. Nó của hành lang kìa. Cuối hành lang con đường 392 quay vô 392 đi. Rồi tao dưới đây tao chạy đường nào má? Ủa. Ê. Sao dưới này nó có cái bàn thờ rồi nè mày? Bàn thờ gì? Nó kìa gì? Incense 1. À, vậy là chúng thắp ta nhang. Phải incense hết ta. Thắp nhang. Bà tới. Chị, em không có ý, em tới chơi à. Ủa, Bobby. Kỳ 400, cái số nhà 400 nằm đâu? À, 400 rồi. 395 hả? 395, 392, 390. 395 mở cửa nhanh lên. 395 trên lầu. Ủa, nhà 400 là nhà nào? Ê. Vô, ơi. À, đây, chìa khóa thứ hai. À, vậy là đi mở từng phòng để lượm chìa khóa. Đúng rồi. 389 ở đâu Bobby? 389. 389 ở dưới đây nè. Rồi bả đang ở đâu rồi? Có thấy bả rồi. Mày canh nha. Mày đi lên đi Bobby, lên đi phòng 395 mới lên đi. Tao đang. Ôi trời ơi, bả đứng ngoài này, bả đứng mà ngó đó chứ thiệt tình. Tao đâu rồi? Mày đi lên lầu đi. Khoan Bobby, bả. Mày điên rồi, mày vũ tao rồi, mày dí tao rồi. Mày kêu 395 mà con điên, mày sao mày quẹo cái này 395 là mình. Mày đi trong cái bao quần đầu xe lại sao tao chạy, trời ơi. 395. Ơi. Nhanh đi vô cửa đi anh ơi, mở cửa cho mấy em đi anh ơi. Ok mở cửa rồi, mừng quá. Lên đi chị ơi, lên đi chị. Trời ơi, chị hốt em ở dưới đây hoài. Lên hướng thang đó đi. Ủa, một cái quạt diêm. Ê Bobby ơi, có cái quạt diêm rồi nè Bobby ơi. Rồi mày không tính cho tao lệnh lên chảnh luôn hay gì vậy? Ôi dồi ôi, hết hồn.
Từ từ nha, bả đang trên này á Romy, đừng lên, bả đang trên này á. Rồi giờ bả đi xuống rồi, bả tao thấy bả đi xuống nè. Đúng rồi. Ồ, bả đi thẳng qua kia rồi, bả đi thẳng qua kia rồi. Ok, cần đi xuống đây, bả cần đi xuống đây, cần đi xuống đây. Phòng lũ đạn này tao đi lên phòng... đi xuống. Phòng 389 là phòng nào? Phòng 389. 389 là thứ mấy? 389 nè, mở đi, mở nhanh, tốc độ. Rồi, mở rồi, bả vô chứ. Bả xuống kìa, bả xuống. Chạy vô. Thứ gì vậy? Nhưng mà cái nghiệt 394 bắt đầu. Tao lấy có gì không? Ủa mày chưa chết mà. Ở kìa. Mà mày chơi vậy là mày chơi quá đáng lắm luôn á. 394 bắt đầu và 394. Chị lầu chứ đâu mày. Rồi con ma đang ở đâu? Mày hỏi tao. Vô đi vô cái đi, vô đi vô cái đi. Đây rồi. Nó đây rồi. Ừ, mày vô đi vô cái đi nha, để con đi mở 394 á. Một mình. Mở cửa nhanh mày. Ôi. Bà đâu? Mày gì? Trời ơi. Cũng như. Mày lấy lại tao thiệt á. Ok, chết rồi, quay lại cái phòng hồi nãy. Ok, vậy đi. Phòng hồi nãy nhưng mà mất hết chìa khóa cũng vậy. Rồi bả xuống tao rồi, bà mày ơi, bả xuống rồi, bả xuống. Lấy cái búa chứ quên, quay lại lấy cái búa. Thôi, bò em đi luôn đi. Ủa bả đâu rồi ba mi, bả đâu rồi ba mi? Mày hỏi tao, bả đang dí tao nè. Tao có thấy mày, tao thấy mày đang đứng ở chỗ mà bả có dí mày đâu, ở kìa. 394, mày đang cần tìm 394 ba mi ơi. Ủa 394 mày vừa vô mày thấy liền mày nói gì kìa. Nhưng mà bả đang đứng ở nhà này, tao đâu có đi được đâu. 94 bên kia kìa. Ôi trời ơi, bả đứng bóng quẹo nữa rồi, thiệt luôn á chứ. Rồi xong một thanh niên chết. Rồi bả đi xuống rồi đó, mày đi lên đi. Ủa chị, sao chị đi theo em hoài vậy? Chị đi chỗ khác đi chứ. Xin vĩnh biệt cụ. À, ở đây có tờ giấy vậy nè anh em. Give me mà. À, trả con lại cho tao. Trả con lại cho bà, tao. Bà tới mày đó, đứng đó mà trả, bà tới mày đó. Rồi mày mở cửa chưa? Mày đâu rồi? Bà ăn, bà cứ quẹo phải hoài, coi lên, cầu thang đâu có được đâu. Mày khổ quá. Mày ghê, chắc tao phải xuống dưới tao, chứ cái gì mới tới tay tao thiệt á. Ừ, mày xuống mày hỗ trợ con đi. Dụ bả đi chứ một mình tao làm ăn gì. Dụ bả chạy qua đó đi em ơi. Rồi xong lại gặp nữa. Dụ đi em. Ủa kỳ vậy, ui. Chết, trời ơi, mới vô tới phòng luôn. Trời ơi, chị chơi, chị vô tới phòng ai chơi, chị đi ra đi chị ơi. Ủa bà đang ở đâu vậy, Đây ra chơi chị. Bà đang ở đâu, ai chơi chị. Lên đi ra. Bà đang ở phòng mấy? Bà đang ở trong phòng mà, mày yên tâm đi. Phòng nào mới được chứ, con điên. Má bà lắc bà vô phòng bà đứng luôn, lụ đạn bà ma chơi dơ. Má tôi chết nó cười. Ủa rồi bà đâu. Ôi chị ma đừng nói chị ma giết em xong chị ma bị lắc trong phòng luôn rồi nha. Mày lo mày. Ê 394 bên kia kìa, 394 bên kia kìa. Má kẹt rồi, vú quá, má kẹt rồi. Qua mày mở 394 đi, mày nói hoài. Được rồi, đi cho cái này, con nhảy qua, là 4-2-3 chạy. Yeah, chú. Mà có dí mày đâu, mày đam mê quá vậy, mở đi ba. Ờ vậy hả, ok. Trời ơi, trời ơi, chị ma làm ăn gì. Mày dưới nguyên cái cửa sao mà mở. Rồi vô, ở đây có chị, ở đây có sáng sáng nè. Nhang, ok. Đèn cây, ở đâu kê cái nến. Cái này cái nhang, bà nến nữa chứ mày, nến nữa, thiệt tình chứ. Đây, để ra xuống tao đốt cho. Ai chị đứng ở chợ chị chơi mình đi nha chị ơi. Ờ em xuống em đốt nhang cho chị đây. Ai biểu chị dại dột chị vô nhà chi rồi giờ la làng. Đây bây giờ mình sẽ mở incense 1 vô trong thắp nhang. Mô A Di thắp nhang cho chị, cầu cho chị mau siêu thoát đừng có hù em nữa. Rồi đốt nhang xong rồi. Ủa xong rồi hả? Xong rồi sấm sét hiện lên rồi kìa đó. Ủa xong rồi. Cửa nào mở vậy? Gì mở vậy? Có nghe tiếng không? À có đây nè, cửa 383 mở nè, cái cửa mà bị mất xích nè. Bị cậy. À bị okay. cậy. À có gì không? Đây có chìa khóa trong này. Ờ. Bà mày. Ơ kìa. Phòng 386 bà mày ơi, phòng 386. 386 ở đâu? Hình như phòng 386 ở dưới 3, đúng không? 386 dưới đây, 389, 390, 386 đây, thấy rồi. Đâu, ok. Ôi giờ đi thoải mái luôn, bây giờ không sợ ma luôn á thì cái. Nghe bả ra đi chứ tao thấy bả là đã phận làm con ma, nó lại con. À đây nè, chìa khóa đây nè.
tội nghiệp. Ui giời ơi, game này dễ. Ha, đã là ma rồi mà còn bị kẹt nữa chứ, không có số nào nhỏ như bả luôn á. 396 kêu mình 394 luôn. Ok luôn, biết luôn. Lên nhiều khi gặp chị đó, ê mày cho chị ra đi, mày thấy tội nghiệp thẩm thiêu chị quá à. Mày vô mày vậy mày thôi, mày chết lần, mày chết luôn đi chứ mày bắt tao chết chứ con điên. Hù. Ôi nhiều lúc bả ra mày cũng phải biết trải nghiệm cảm giác bị ma hù chứ ba. Trời ơi. Thôi chị đứng đó chị chơi với dế luôn đi. Để em mở cửa em đi vô. Đó bà mày à. Vô đi bà mày, vô đi, vô đi, vô đi, vô. Vô đi. Thôi thôi thôi. Đây 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 đây, cái dạng thứ hai, cái dạng thứ hai. À, bạn hối hận như những gì đề bạn đã làm nhưng mà muộn rồi cưng à. Ui, giờ mụ gì cầm này, à, giờ ma bị kẹt ở đây là cần quá gì phải sợ. Ôi rồi coi chị, coi chị ấy muốn chạy ra mà chạy đâu có được đâu. Ui giời ơi. Rồi bây giờ tới ga. Hồi nãy tao thắp ngay nghe cho chị rồi, giờ tới mày nha, để tao cho chị. Ok. Đây cái đang thắp nha. Ốp và lạp, ốp và lạp và lạp. Tôi tính vô tôi cho chị ra mà chị đứng ở trên đây các bạn coi nè. Và cái đố mày bà mày. Biết ma nói sao không? Sao? Đó. Cửa mở, à cửa 391 mở nè. Chị mở cửa máy. Cửa 391 ở dưới nè, con thấy nó mở rồi nè. Một chìa khóa phòng 393 là ở đâu? Trên lầu, lên đây. Ok man. Bả chổng luôn rồi, tao muốn bả ra ghê mà bả không ra tội nghiệp, bả ghê 393 nè. Thôi, để bả chổng đi. Ra trời gì? Ơi, mày làm mày có biết là mà làm ma là những việc cho là bả tuổi lắm mà bả còn thấy bả còn kẹt 90 bả tội nghiệp lắm. Ủa đây đây, cái nhang cắm sẵn ở đây luôn nè. Trời đất ơi, con đang đi lấy mà thiệt tình đó chứ. Cái gì vậy con đi, con đang lấy cái nhang mà. Kìa. Đây, để Mỹ. Ok, tới mày á. Mỹ cứu bả ra cửa, bây giờ Mỹ thắp nhang cho bả. Chắc là cuối cùng cũng sẽ cần cái lighter này thôi. Chứ cái lighter này để làm gì, lighter này chắc chắn là cũng phải xài thôi chứ khác gì đâu. Chị siêu hát đừng bị dính ngay cái cửa nữa. Ok. Ơ kìa. Thôi, đó chó kìa. Thấy chưa? Đó mày dùng mày làm gì bả đi. À đốt đèn đốt rồi, bây giờ đèn đốt. Bên. Đốt mày cô. Rồi đốt rồi. Đốt chưa? Đốt rồi. Ờ chúc chị siêu thác đừng bị kẹt ra sau cánh cửa nữa chứ em thấy chị tội quá. Đó. Đó yên ngắn lại rồi nè, yên ngắn lại rồi. Đi hấp nhang mà cực hơn gì. Cái gì? Gì má. Ơi. Bả đâu vậy? Mày biết. Bả đâu bả? Hỏi tao có biết hỏi ai con điên. Ôi cái bàn thờ, ôi trời ơi cái bàn thờ, ôi trời ơi. Cắm ở trên có trái thanh long với lại bên trái. Cắm đủ ba cái nhang ở thanh long với trái chuối đúng không? Bên kia trái chuối đúng không? Có hai trái à. Bên phải là thanh long, bên trái là con gà thả thân. Ủa khoan, Fabi lên coi thử coi bả đi chưa? Bả siêu thoát chưa? Lên chển coi bả còn kẹt không chứ thấy bả kẹt. Không, có nghĩa là bả siêu thoát rồi chứ kẹt gì bằng này nữa. Nè, bả đi rồi nè, thấy chưa? Chị ơi. À đây rồi. Đó, bả được siêu thoát rồi. Ui giời ơi. Một mình mà sao mày bỏ chuyện mình vậy? Ê vô lại cái phòng nãy thôi. Phòng nãy là phòng gì? Phòng 402 hả? Phòng 402. 400 nè. Đừng có gì một mình. Cái này sống cái lộng sấm đánh đồn kinh luôn á. Ê nó vẫn không cho mình vô cái toilet phòng này mày. Vậy là chắc trong đó có cái gì đó nên là nó không cho mình đi thôi. Nói chung là mình nên thoát khỏi chỗ này đi, mình thắp nhang mình thoát chỗ này đi, hồi nãy mình vô đường nào giờ mình thoát được. Trời đó. Trời ồ quá mày ơi, ồ kinh luôn á thầy. Thôi không biết sao tự nhiên thắp ba nén nhang xong thắp xét ghê quá. Xét đánh muốn nát lỗ tai luôn á chứ. Mày hỏi là mình chơi game kinh dị người Việt á, ớn á, nổi da gà sợ. Mà đi. Ok, ra rồi. Trời sao ra rồi mà xét nó vẫn đánh là sao nhỉ? Nó vẫn còn âm âm tai. Rồi, kết thúc luôn. Ôi giời ơi. Trời ơi, cuối cùng con thắp nhang cho chị được. Bây giờ lại được cái hẻm này rồi nè. Ơ kìa. Can escape here. Ủa, không thể trốn thoát khỏi đây. Ui, có cái gì đó mới làm á. Bật nắp hồn ngồi dậy rồi. Ai phá banh cái bàn thờ đó luôn rồi kìa. Ủa kìa, tao nhớ tao thắp ba nén nhang mà. Chứ tao với mày có phá gì đâu. Thôi lấy xe bạc kim về đi mẹ. Tao chạy bộ chứ giờ sức đâu mà đạp. Quýu rồi. Đi ra một khu biển rồi lấy gì mà chạy, lấy gì mà đạp nữa, thiệt tình luôn á chứ. Ê cái gì nè. You must pay ơi, bạn phải trả giá cho những gì bạn đã làm. Ôi tiếp luôn đi, dịch luôn đi. Cái gì đó kìa. Again your dream so bad. Không cần gì, đang trong khung cảnh Việt Nam mà đưa vô cái mấy cái dòng cái ngành làm cái quá gì không biết nữa, dịch sang cái việc giùm tôi cái đi. Để chấp đầu 2 nha.
Bà đứng kìa. Rồi sao bà đứng sẵn luôn rồi. Đừng xem chỉ một dính mình. biệt. Trời lạnh quá, trời lạnh quá, trời lạnh quá. Ờ là đấy dơ chi. Ôi Yeah. dẻo và paranoid. Rồi vậy là hết chapter 1 anh em. Vậy là tính ra là tôi với thằng kia đi qua quận 3 để thắp nhang cho chị Bảy này. Đi vô đó thấy thấy không, vô tình đi ngang qua cái thấy chị Bảy ở chổng cô đơn quá. À, để tôi tắt nhạc tôi nói chuyện nhân dễ. Ừ đúng rồi chứ để nhạc này mất công bản quyền đó. Cái gì sao ta? Tôi với ga đi vô khu phố văn hóa thì về thì thấy chị mới vừa vô án còn đó đúng không? Tính vô có lòng tốt thắp nhang chị thì tự nhiên bị chị kéo vô trong giấc mơ của chị luôn. Chị hành hai thằng thắp nhang xong rồi trời sấm sét ghê quá bị chị hù. Tính ra 3 phần 2 bả hành mình tiếp hả ta? Ừ. Buồn. Không nhưng mà nói chung là giỡn chứ cái game kinh dị người Việt này chơi đã. Nó đi thắp nhang thôi mà nó còng kềnh mà cố luôn. Phải đi lụm nhang, lụm chìa khóa. Ờ lụm chìa khóa qua mấy phòng khác như đúng rồi á, mà không hiểu sao mấy phòng kia có chìa khóa lẫn nhau nữa chứ. Kinh. Thôi mà ớn quá anh em à. Thôi anh em không chapter 2 nha anh em, game này hấp dẫn á, ok. Nhưng mà ai làm game thì nhớ nghe theo bạn kia, bạn góp ý nha. Đó, thì cái đó cũng hợp lý. Rồi thì các bạn thích video này lại cho hai đứa mình một like một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để sắp tới đi thắp nhang phần 2 nữa nha anh em. Bye bye mọi người. Bye bye.